Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tuyền Bóng Đá vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7. Vừa qua thì đội tuyển U19 Lào đã đánh bại đội tuyển U19 Thái Lan với tỷ số không tưởng, đó là 2-0. Và chính điều đó đã khiến cho đội tuyển U19 Lào lập ra 3 kỷ lục siêu tưởng và nhận thưởng cực khủng. Huấn luyện viên Mitchell Witt của đội tuyển U19 Lào lại tiếp tục có những phát ngôn có thể nói rằng không ngờ về đội tuyển U19 Việt Nam cũng như đội tuyển U19 Thái Lan. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tuyền Bóng Đá ngày hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị và bạn hãy đến với phần thông tin chi tiết trong bản tin của Tuyền Bóng Đá. Vâng, vừa qua thì có lẽ rằng là những người vui nhất đó là những cổ động viên đến từ đội tuyển U19 Lào. Và có lẽ rằng những người cũng vui không kém cũng chính là các cổ động viên đến từ Indonesia. Và ngay sau khi mà đội tuyển U19 Lào có được một chiến thắng có thể nói rằng là lịch sử trước đội tuyển bóng đá của U19 Thái Lan, thì trang chủ của Liên đoàn bóng đá Lào đã có một cái trạng thái đầy ngắn gọn sau một chiến tích vừa qua, khi mà có một đoạn nói rằng: "Chào buổi sáng, đây không phải là một giấc mơ nữa. Chúng ta đã có mặt ở trong trận chung kết của giải vô địch bóng đá U19 AFF Cup 2022 nhờ các cổ động viên của đội tuyển Lào, đặc biệt là các cổ động viên đã cổ vũ cho đội tuyển U19 Lào tại Indonesia." Một bài viết rất ngắn gọn thế nhưng đã lột tả được tất cả những thứ cảm xúc của hàng triệu người dân Lào sau trận đấu vừa qua. Và thực sự họ là những người hạnh phúc nhất khi mà có được một chiến thắng trước đội tuyển U19 Thái Lan, thậm chí đã tiến tới vào trận chung kết. Và như chúng tôi đã nói thì sau khi trận đấu kết thúc thì ông Samados Garcia của U19 Thái Lan thậm chí là còn chẳng hiểu rằng là tại sao đội nhà đã thất bại với tỷ số 0-2 như vậy, khi mà nói rằng là ông cũng đã cố gắng làm tất cả rồi, dùng một tiền đạo đầu trận rồi, sau đó đưa thêm 2 tiền đạo vào sân, và cuối trận thì tung thêm 3 tiền đạo vào, rồi thay đổi rất nhiều những cái thứ về mặt chiến thuật, thế nhưng không thể có được bàn thắng. Và đơn giản là ông không thể nói gì được hơn cả. Và ông nói rằng là khi bạn thua ở một trận bán kết rồi thì đương nhiên rất buồn, và ông cũng thế thôi. Và ông nói rằng là tôi đã đi đến vòng tròn giữa sân mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, và tôi hiện nay vẫn đang cố gắng là tìm câu trả lời tại sao chúng tôi đã thất bại trước đội tuyển U19 Lào. Và cái lý do vì sao thì chúng tôi cũng đã phân tích và cũng đã gửi tới quý vị và bạn ở trong bản tin trước rồi, rất nhiều lý do. Và vừa qua thì với đội tuyển U19 Lào, khi mà có được một chiến thắng trước đội tuyển U19 Thái Lan, họ đã tạo ra 3 kỷ lục thực sự là rất đáng nhớ, một siêu kỷ lục của bóng đá Lào. Thứ nhất là đội tuyển của Lào đã toàn thắng cả 5 trận ở giải U19 Đông Nam Á 2022, 4 trận tại vòng bảng và 1 trận bán kết. Và đây cũng là kỷ lục ở cái bảng đấu này, của cái giải đấu này, ở mùa giải 2022. Và thứ hai là Lào đã lần đầu tiên đã tiến tới vào trận chung kết của U19 Đông Nam Á, và đặc biệt hơn nữa là Lào đã có một chiến thắng đầu tiên trước Thái Lan ở cái sân chơi này. Đây là những kỷ lục mà thực sự là rất khó quên đối với các cổ động viên của bóng đá Lào, những kỷ lục mà rất khó để có thể trong một cái thời điểm nào đó họ có thể tưởng tượng ra và nghĩ ra được, bởi 5 trận toàn thắng từ đầu giải đến giờ, vào đến tận trận chung kết và thậm chí thắng luôn cả Thái Lan. Thì đây thực sự là một cái dấu mốc, một cái dấu ấn mà có thể từ đây thì bóng đá của Lào sẽ có những bước tiến vượt bậc. Cũng giống như bóng đá Việt Nam thôi, chúng ta cũng cần có những khởi đầu mỹ mãn như vậy. Và khởi đầu với bóng đá Việt Nam chúng ta đều biết rằng là chúng ta có một bước tiến rất lớn ở giải U23 châu Á 2018. Thì từ cái bước đệm đó thì ngày hôm nay bóng đá Việt Nam chúng ta đã khởi sắc như thế này. Và tôi nghĩ rằng là với cái sự khởi sắc, mặc dù cũng chỉ là ở đội tuyển U19 Đông Nam Á thôi, thì nhưng đây cũng có thể là một mốc thang mới để giúp cho bóng đá của Lào sẽ tự tin hơn và sẽ tiến đến những thành công lớn hơn nữa trong tương lai. Ở giải đấu này thì đội tuyển U19 nào dưới sự dắt của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia ông Mitchell Witt, thì lối chơi của bóng đá Lào đó là phòng ngự phản công và gây áp lực tầm cao khi cần thiết. Đội tuyển U19 Lào thì đã gây ấn tượng rất mạnh với các cổ động viên của Đông Nam Á khi mà lần lượt đánh bại Singapore, Campuchia, Timor Leste, Malaysia, và chói lọi nhất đó là đánh bại đội tuyển U19 Thái Lan. Và một điều thú vị là Lào chỉ nhận có 2 bàn thua thôi, ghi tới tận 10 bàn ở giải đấu này. Điều đó cho thấy rằng một lối chơi có thể nói rằng chỉ là phòng ngự phản công thôi, thế nhưng thậm chí họ còn ghi được rất nhiều bàn thắng, thủng lưới rất ít. Vì vậy đây thực sự là một kỷ lục của bóng đá Lào mà chúng ta sẽ còn phải nhớ mãi. Và vào ngày mai, ngày 15 tháng 7 thì đội tuyển U19 Lào sẽ gặp lại đội tuyển U19 Malaysia ở trong trận chung kết. Và như đã nói, tại vòng bảng thì chính đội tuyển U19 Lào đã đánh bại Malaysia với tỷ số đó là 1-0. Và hy vọng rằng Lào sẽ tiếp tục làm được lần thứ 2 trước được đối thủ này và sẽ viết nên một cái trang sử huy hoàng nhất ở sân chơi của bóng đá U19 Đông Nam Á ở mùa giải năm nay. Và sau khi mà trận đấu vừa qua kết thúc thì đội tuyển U19 Lào đã nhận được một khoản thưởng rất lớn từ phía Liên đoàn bóng đá của nước này sau khi lần đầu tiên đánh bại đội tuyển U19 Thái Lan. Vừa qua, tờ Siam Sport đã đưa tin là đội tuyển U19 Lào đã nhận được một khoản thưởng 150 triệu kíp tương đương với 232 triệu đồng cho chiến thắng lịch sử trước đội tuyển U19 Thái Lan. Trước đó thì với chiến thắng toàn thắng tại vòng bảng thì đội tuyển U19 Lào cũng đã nhận được 400 triệu kíp tiền thưởng tương đương là 620 triệu đồng. Và như vậy là đội bóng trẻ của xứ sở Triệu Voi đã nhận được số tiền lên tới khoảng là gần 1 tỷ đồng rồi. Mặc dù là số tiền này cũng không phải là quá lớn, nhưng với bóng đá Lào thì đây cũng là một số tiền không hề nhỏ đâu. Đội tuyển U19 Lào thì cũng đã mang đến những niềm hạnh phúc cho người dân của nước này. Và chưa bao giờ bóng đá Lào lại có thể đánh bại được nhiều đối thủ trong khu vực đến như vậy trong cùng một giải đấu. Tính tới điểm này thì họ là người đội toàn thắng và vượt qua Thái Lan. Và đây là một kết quả mà báo chí của Đông Nam Á và các cổ động viên của khắp Đông Nam Á chắc chắn là không thể dự báo từ trước được. Tôi đảm bảo như vậy. Bởi 5 trận thắng liên tiếp tiến tới trận chung kết rồi chiến thắng luôn của Thái Lan với tỷ số 2-0. Đây là điều mà không ai có thể ngờ tới được. Tờ Bola Sport của Indonesia còn có một bài nhận định rằng là đội tuyển U19 Việt Nam và Thái Lan sẽ dễ dàng để có được tấm vé tiến tới vào trận chung kết. Thế nhưng cả hai đội bóng này thì đã bị loại, trong khi đó thì Lào được đánh giá yếu hơn rất nhiều thế nhưng lại có mặt ở trong trận chung kết. Và dù có được thành tích ấn tượng vừa qua, huấn luyện viên Mitchell Witt của đội tuyển U19 Lào tiếp tục lại có những phát biểu, và đây là những phát biểu có thể nói rằng rất bất ngờ, rất khiêm tốn. Ông có nói rằng đội tuyển U19 Thái Lan đã có phần kém may mắn ở trận đấu vừa qua. Về phần đội tuyển của chúng tôi thì chúng tôi đã có một trận đấu tốt, phòng ngự ấn tượng và thi đấu rất nỗ lực. U19 Lào đang sở hữu một thủ môn rất xuất sắc. Cậu ấy đã chặn đứng những quả tạt của đối thủ và xứng đáng là cầu thủ hay nhất của trận đấu này. Ở giải đấu này thì những cầu thủ của U19 Lào đang phát triển đúng hướng. Chúng tôi cũng phải cố gắng hơn rất nhiều thì mới theo kịp các đội bóng khác được, đặc biệt đó là Thái Lan và Việt Nam. Họ là những đội bóng thực sự rất mạnh, là những đội bóng mà là tấm gương để chúng tôi có thể tiếp tục phấn đấu. Đó là những gì mà ông có phát biểu. Và quả thực thì nói về những phát biểu vừa qua của ông Mitchell Witt thì thực sự đây là những phát biểu rất khiêm tốn và là những phát biểu mà chúng tôi cũng thấy rất nhiều lần ở đội bóng này khi mà họ cũng giành được rất nhiều những cái thành tích rất tốt tại SEA Games rồi giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Thế nhưng sau đó là ông có những phát biểu rất khiêm tốn mà cho rằng Lào sẽ cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Và hy vọng rằng với các cổ động viên của chúng ta thì có lẽ rằng cái điều quan trọng nhất đó là sự khiêm tốn, đó là dám nhìn nhận và là dám nhận lỗi, nhận sai để chúng ta tiến bộ hơn. Đó là điều cần thiết. Và được biết thì nhà cầm quân này ông sẽ là người nắm tất cả các đội bóng U23 rồi U20 rồi U19 của Lào và đội tuyển quốc gia. Sự xuất hiện của ông cũng đã mang đến một cái làn gió mới dành cho bóng đá của Lào. Bởi tại SEA Games 31 vừa qua thì đội tuyển U19 Lào với sự cổ vũ thực sự là không tưởng của các cổ động viên bóng đá Việt Nam thì đã thi đấu ấn tượng và đã có những trận đấu rất tốt. Và đây chắc chắn là cơ sở quan trọng để cho bóng đá của Lào có sự phát triển trong tương lai khi mà những cầu thủ trẻ của họ đã thể hiện được cái năng lực của mình. Và như tôi đã nói, với việc là có thể có được một huấn luyện viên phù hợp với bóng đá của mình, giống như Việt Nam chúng ta có Rune Pauser, thì hiện nay bóng đá của Lào hoàn toàn có thể tạo ra những sự bất ngờ và có thể khẳng định được cái tên tuổi của mình dần dần sẽ sánh ngang với các đội bóng hàng đầu tại Đông Nam Á hiện nay. Và vừa qua thì những tờ báo của Lào cũng đã lên tiếng, và có một tờ báo là The Thao Thuyền Lao Tham có một đoạn viết như thế này: đội tuyển Lào đã khiến cho khu vực và cả thế giới choáng váng khi mà hạ gục người hàng xóm Thái Lan với tỷ số 2-0, giành quyền vào chơi chung kết của giải U19 Đông Nam Á. Và tờ báo này có mô tả trận đấu rằng là bất chấp Thái Lan đã có sự thi đấu rất tự tin và thủ môn của đội tuyển Lào đã có rất nhiều những pha cứu thua xuất thần. Bàn thắng đầu tiên của Lào bất ngờ đến ngay đầu hiệp 1 sau khi mà đã có một pha phối hợp rất mẫu mực tạo cơ hội cho Peter Phatavong sút cận thành. Bị dẫn trước thế nhưng Thái Lan cũng đã cố gắng dồn ép nhiều hơn, thế nhưng cuối cùng họ lại bị trả giá ở phút thứ 85 khi mà đội tuyển Lào ấn định với chiến thắng tỷ số 2-0 trước đội tuyển U19 Thái Lan. Trong khi đó thì tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của giải đấu, U19 Thái Lan mới để thua trước đội tuyển U19 Lào. Ở 5 cuộc đấu trước đó thì phần thắng nghiêng về voi chiến và cũng đều đến từ vòng bảng với những chiến thắng như tỷ số 3-0 năm 2003 và 2018, thắng cùng tỷ số 2-1 vào năm 2015, 17 và 2016. Và đó là những tỷ số chúng ta nhìn thấy rằng cũng không hề quá đậm trong những thời gian gần đây. Cách biệt cũng chỉ là một bàn mà thôi. Rất nhiều những lời chúc mừng là thật tuyệt vời, thật tự hào, Lào vô địch. Nó không chỉ đến từ các cổ động viên của Lào đâu, mà chắc chắn đến từ rất nhiều các cổ động viên của Đông Nam Á. Trong số đó thì đương nhiên là cổ động viên Việt Nam chúng ta ủng hộ, cổ vũ rất nhiều dành cho bóng đá Lào. Bởi như đã nói thì chúng tôi cũng rất mong muốn Lào thành công, quý vị bạn cũng vậy thôi. Và vừa qua thì chính đội tuyển U19 Lào đã cứu cho đội tuyển U19 Việt Nam một bàn thua trông thấy, khi mà giống như kiểu là thôi thì một người đã bị loại rồi thì cố gắng làm sao người kia bị loại lốt, thì đúng thực sự điều đó xảy ra. Và Lào đã giúp chúng ta có được cái điều đó và để có mặt trong trận tranh tháng 3 với đội tuyển U19 Thái Lan. Bởi nếu mà vừa qua mà đội tuyển U19 Thái Lan họ có mặt trong trận chung kết thì tôi nghĩ rằng chúng ta còn bị chôn còn nhiều hơn nữa chứ không phải dừng lại như ở đây đâu. Thế nhưng như đã nói, nó giống như là một cái kịch bản gì đó trong mơ vậy, và giống như là cái duyên tiền định vậy. Thái Lan và Việt Nam vẫn cứ phải là gặp nhau thì mới có thể giải quyết ân oán được. Ở đây chúng ta nói ân oán nó nhẹ nhàng thôi chứ không phải là đấu tranh chiến đấu gì đâu. Nhưng thực tế là chúng ta có một cái gì đó là giống như là cái duyên vậy với bóng đá Thái Lan. Và hy vọng rằng trong trận đấu vào ngày mai chúng ta sẽ tận dụng được cơ hội và hy vọng rằng nó sẽ có chiến thắng trước đội tuyển U19 Thái Lan để làm vơi bớt đi những nỗi buồn sau thất bại vừa qua với tỷ số 0-3 trước U19 Malaysia. Vâng, trên đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi muốn cập nhật và gửi tới quý vị bạn. Hy vọng rằng là quý vị bạn cũng cảm thấy hài lòng với bản tin của Tuyền Bóng Đá ngày hôm nay. Tới đây thì bản tin của Tuyền Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.